Câu số 8, phát biểu nào sau đây không đúng? Phát biểu nào sau đây không đúng? Chỗ này sửa cho thành khí NH3 nhé. NH3 làm quỳ tím ẩm, tẩm nước cất hóa xanh, cái này đúng. Amô phốt hỗn hợp muối của NH4H2P4 và NH42 lần HP4 đúng. Trong phòng thí nghiệm nitơ được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hòa, đúng, về thằng này đun nóng bão hòa thì tạo thành nitơ cộng nước, đúng tiếp. Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm đựng dung dịch chứa Na3P4, kết tụa màu trắng xuất hiện. Kết tụa màu trắng xuất hiện là sai, bởi vì kết tụa Ag3P4 là kết tụa màu vàng. Các em lưu ý nha, Ag3PO4 là kết tụa màu vàng. Vậy nhận định không đúng là gì? Được chưa? Câu số 9. Muối mono natri acid nào sau đây được dùng làm bột ngọt mì chính? Mono natri của acid được dùng làm bột ngọt mì chính vì nó là acid gì? Glutamic C. Câu 10. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo bán tổng hợp? Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo bán tổng hợp? Thế thì tơ bán tổng hợp thì nó lại bỏ cái loại tơ tự nhiên, tơ tầm tự nhiên vứt. Được chưa? Thế thì tơ tổng hợp cũng vứt. Ni lông 6,6 là tổng hợp, láp san là tổng hợp. Vậy mình chỉ có gì? Nó có hai loại tơ nhân tạo các em cần thuộc nhé. Tơ nhân tạo là tơ visco và tơ acetat. Đấy, có hai loại đấy, nhìn thấy hai loại đấy là vứt. Vậy thì đây tơ visco là tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo vứt. Câu 10. Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất có ký hiệu hóa học là, thì câu 10 là oxyni C nhá, Thảo Hiền. Câu 12. 12. Làm thí nghiệm như hình vẽ bên, em nhìn kỹ không? Làm thí nghiệm như hình vẽ bên, hiện tượng xảy ra trong ống nghiệm khi cho dư glycerol vào và lắp đều là gì? Thì đầu tiên là AH loãng COH hai lần thì là có kết tủa đúng không? Cho glycerol vào thì glycerol tác dụng với COH hai lần tạo thành dung dịch phức chất màu xanh. Làm. Vậy là đúng đáp án A. Câu 13. Để khắc chữ lên thủy tinh thì dựa phản ứng nào? Thế mình chú ý rằng là SiO2 nó không phản ứng với tất cả mọi loại axit mạnh. Đúng chưa? Nó chỉ phản ứng với một thằng axit duy nhất là thằng HF thôi. Chính vì vậy nên phản ứng SiO2 cộng HF được sử dụng để làm khắc chữ lên thủy tinh, nên đáp án đúng là đáp án C. SiO2 cộng HF tạo thành SiF4 cộng HO. Các em cần phải chú ý cái phản ứng này cực kỳ đặc biệt nhá. Rất hay thì. Câu 14 nào. Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước bằng cách đun sôi vì lý do nào sau đây? Có thể loại bỏ tính cứng tạm thời của nước. Tính cứng tạm thời thì nó có gì? Nó có ion này. Canxi 2 cộng. Magie 2 cộng. HCO3 trừ. Vậy mình loại bỏ cái tính cứng tạm thời nó bằng cách đun sôi, bởi vì thằng bọn này sẽ bị để tạo thành, khi đun sôi lên thì nó sẽ tạo thành CaCO3 kết tụa và MgCO3 kết tụa xuống. Được chưa? Hay nói khác là muối hydrocarbonate của canxi magie bị phân hủy bởi nhiệt để tạo kết tụa. À. Để lý do chính đáng nhất, chính xác. Rồi, nhiều bạn comment đúng đấy, Nguyễn Hồng đúng, Thảo Hiền đúng. Metin acrylat, metin, đuôi nó phải đuôi metin. Đuôi metin hết. Có thằng này không phải đuôi metin đâu. Acrylat là CC nối đôi C. Thằng này không có, thằng này là format. Thằng này là acetat, đáp án đúng đáp án. À. Được chưa? 16 cho sơ đồ phản ứng. Sơ đồ phản ứng hay đấy. A là chất hữu cơ mạch khỏi chứa CH cho khối lượng phân tử bằng 86. A không phản ứng natri. À, thấy không? Nhìn nhá. A không phản ứng natri bằng 86. Được chưa? Mà tác dụng với NaOH, em nhìn kỹ nhá. A tác dụng đối với NaOH. Vậy nhìn kỹ này. Bằng 86 mà A tác dụng với NaOH. Anh này bằng 86, anh này bằng 86. Anh này bằng 86. Anh này bằng 86 nhưng mà lại không tác dụng NaOH nên loại D. Được chưa? Nhìn kỹ tiếp này. À, vậy là mình biết được là thằng A là C4H6O2 rồi. Để tạo thành B cộng HCl. Thằng B cộng HCl là cộng với lại axit. Để tạo thành axit, vậy chắc chắn B là axit. B là muối. RCONa. Được chưa? Cộng HCl thì tạo thành RCOH. Cộng AgNO3 trong NH3, vậy thì nó phải là HCO NH4. Nhưng rất tiếc HCO NH4 không tác dụng với HCl tạo thành khí mà chỉ tác dụng NaOH, nên loại thằng này. Được chưa? Đúng không? Không phải đâu, nó chính là HCOCH4 đấy. Nhiều bạn không biết đâu nhá. HCOCH4 cộng HCl cộng NaOH đều ra khí. Được chưa? Thế vậy đầu này phải là gì? Đầu HCO. Được chưa?
Dầu H2O chúng ta phải đáp án đúng, chúng ta là đáp án B bò nha. Câu 17. 17. Các em xe giúp thầy vào trong nhóm nhé. Hello Cao Quang Hảo, chào Trần Vi. Xe vào trong nhóm chat của lớp ấy, nhiều bạn không biết đâu. Cái này mấy đứa kêu không có thông báo này. Mấy đứa chào Cao Quang Hảo. Các em giúp thầy xe trong nhóm chat của lớp nhé. Câu 17 nào. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam sắc clorơ. Lụi đúng chính xác. Thủy phân hoàn toàn 3,42 gam sắc clorơ. Để có số mol sắc 3,42 chia cho 342 đúng không? 0,01 nhỉ. Trong môi trường axit thì thu được dung dịch X, thủy phân hoàn toàn thì thu được 2 thằng C6H12O6. Vậy suy này bằng 0,02 này. Thế mình có là C6H12O6 thì ăn AgNO3 cho ra 2 bạc. Anh này bằng 0,02 thì suy ra anh này bằng 0,04. Mình tìm được số mol bạc bằng 0,04 và nhân với lại 108 bằng 4,32 gam. Đáp án đúng đáp án C. Được chưa? Mình sang câu tiếp. Câu số 18. Câu tiếp câu số 18. Cho 7,2 gam magie tác dụng hoàn toàn với H24 loãng. Thế mình tìm được số mol magie đi. Số mol magie thì bằng 7,2 chia 24. 7,2 chia 24 thì bằng 0,3 mol. 0,3 mol mà tác dụng với lại H2SO4 loãng ấy thì nó tạo thành MgSO4 cộng với lại H2. Thế là mình tìm được luôn số mol H2 bằng 0,3. 0,3 mà nhân với lại 2,4. Thầy kéo cao quá. Ờ à, đây. 0,3 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 6,72 lít đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 6,72 lít. Được chưa? Ừ. Sao đứa nào tô 18B ấy kìa? 18A Nguyễn Thị Hiền chính xác. Mình sang tiếp này. Câu số 19. Câu số 19 nha. Một câu dễ. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit carboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit carboxylic đơn chức. Vậy nó là CXHIO2 0,1 mol. Cần vừa đủ với liquid oxy thu được CO2 0,3, H2O 0,2. Vậy nhìn vào đây chúng ta biết ngay là chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tử oxy. Ta có 0,2 x 1 cộng 0,3 x 2. 0,2 x 1 cộng 0,3 x 2 bằng bao nhiêu? Trừ đi 0,1 x 2. Trừ đi 0,1 x 2. Được bao nhiêu chia cho 2? Chia cho 2 thì bằng 0,3. Vậy thì tìm được số mol oxy bằng 0,3. 0,3 mà nhân 2,4 thì bằng 6,72 lít. Đáp án đúng đáp án C. Nguyễn Hồng đúng, chính xác, rất tốt. Mình sang câu 20 nhá. Sang câu 20 nào. Cho các chất triolin nguyên chất có phản ứng bao nhiêu chất trong số các chất trên? Chúng ta lưu ý này. Triolin của chúng ta nó sẽ là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Bên trong đằng này này có PCC và có PCOO. Được chưa? Do nó có PCC và PCOO thì cái thằng mà ST này thì nó sẽ ăn với lại NCOH đun nóng, đúng chưa? Vậy là ăn NCOH đun nóng này, bởi vì nó là phản ứng ST hóa. Hydro xúc tác niken nhiệt độ thì nó ăn với lại nối PCC, vì PCC thì nó sẽ ăn được hydro xúc tác niken nhiệt độ, được chưa? Phản ứng cộng thằng 2 có này. H2O4 loãng thì chúng ta biết là ST này có khả năng bị thủy phân trong axit, 3 có này. Dung dịch brom thì mình nhìn thấy là brom cũng ăn được PCC đúng không? Vậy 4 có này. CO2 là nhiệt độ phòng thì chịu, NaOH, Na thì chịu. Vậy mình có là 1, 2, 3, 4, 4 thằng. Đáp án đúng đáp án D. Hồng chính xác, rất tốt. Nhớ là các em phải giải full đề rồi nhá. Bây giờ theo dõi thì chữ thôi, trừ cái 3, chính xác. Trừ cái 3 là chết rồi. Trừ cái CO2 hai lần, về trừ cái Natri. 2 thằng thôi, 4 nhá, các Quang Hảo nhá. Nhầm, không sao cả. Mình sẽ sửa, sai lè chứ. Câu 21 này, các em đã nắm rõ hết 3, 4, 5, 2, 4, 8 chưa? Chưa nắm rõ thì theo dõi lại video nhá. Trong khóa online ấy, 21 có tất cả bao nhiêu đồng phân ET ứng với công thức phân tử C4H8O2? Tất cả bao nhiêu đồng phân ET ứng với công thức phân tử C4H8O2? Nào, có bao nhiêu? Bao nhiêu đồng phân ET ứng với công thức phân tử C4H8O2? Thế chúng ta chú ý rằng là R1 cộng R2, bởi vì nó là R1COOR2 nên thầy có là R1 cộng R2 thì bằng mấy? 4 trừ 1 bằng 3. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1, 3, 4,
5, 2, 4, 8, 3 có 2, 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1, 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy là ta có 4 đúng không? Được chưa? Ui, sang câu 22 này, câu 22. Sang câu 22 này, câu 22. Được chưa? Các em cùng comment câu 2 xem nào. Nào, tiếp nào, tiếp nào. Hai xem nào, từ 2 muối x và y thực hiện phản ứng sau này. X này, nhiệt độ tạo thành x1 x và CO2 thì tất cả thằng này Ca CO3 này. Hay là Mg CO3 này, hay là Ca CO3 hay Ba CO3 nhiệt phân đều tạo như vậy đúng không? Thế vậy này, tiếp tục này. X1 cộng nước để tạo thành x2. Em nhìn kỹ nha. X1 cộng nước để tạo thành x2. Thế vậy mình nhìn kỹ này. Vậy là cái thằng oxit phải tác dụng với nước, Ca CO3 thì tạo thành CaO. MgCO3 thì tạo thành MgO. CaCO3 thì tạo thành CaO. Và BaCO3 thì tạo thành BaO. Vậy nên mình nhìn thấy MgO là không tan trong nước. Vậy loại đáp án B. Được chưa? Nhìn kỹ không? Đã lưu ý tiếp này. Thế thì sau đó là thằng ấy tác dụng với nước để tạo thành hydroxit tương ứng. Đúng không? Thì có thể coi đây là MOH 2 lần đi. Thế giờ MOH 2 lần cộng Y này. Theo tỷ lệ 1:1 này. Hoặc cộng Y theo tỷ lệ 2:1:1:2 này. Vậy có nghĩa là hoặc là 1OH ăn hoặc là 2OH ăn. Thì mình nhìn NaOHSO4 này là rất khó khả năng có điều được như vậy. Thì nó quay ngược lại trở lại thằng X thì không có chuyện đấy. Đúng không? Vậy loại C. Đúng không? Tiếp tục là loại nốt thằng D tại vì thằng này là Ba. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. A nhá. Câu 23. 23. 23. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Trong các thí nghiệm trên, thí nghiệm mặt sắt không bị ăn mòn điện hóa học. Không bị ăn mòn điện hóa học cơ. Đấy. Cái này nghe vẻ khó đúng không? Không bị ăn mòn điện hóa học. Nào chúng ta cùng xem nào. Thế nào để không bị ăn mòn điện hóa học? Thế người ta lưu ý là ăn mòn điện hóa. Thế này thỏa mãn 3 điều kiện. Hai điện cực khác nhau về bản chất tiếp xúc trực hoặc gián tiếp với nhau. Thứ ba là làm sao nhỉ? Trong môi trường chất điện ly. Thiếu một trong ba cái này không được. Không hai điện cực. Vậy không phải ăn mòn điện hóa. Sắt và đồng. Có điện cực Fe cộng với đồng thì tạo thành điện cực sắt đồng. Được. Tiếp xúc trực tiếp trong dung dịch CuNO3 lần. Là ăn mòn điện hóa. Nên loại. Sắt và sắt 3 chỉ có kim loại sắt thôi. Không có hai điện cực. Không là ăn mòn điện hóa. Đồng với sắt có điện cực sắt đồng. Không khí ở đủ môi trường. Vậy ăn mòn điện hóa. Vứt. Nối một dây sắt trong bình kín chứa đầy khí oxy. Vậy là cũng thiếu hai điện cực. Năm có. Thả nguyên sắt dung dịch chứa đồng thời CuS4 và H24 loãng. Cũng như vậy có điện cực sắt đồng trong môi trường H24 loãng. Vứt tiếp. Vậy mình chỉ có gì thôi. 1, 3, 5
Chú ý không bị ăn mòn nhá. 135 C. Câu tiếp theo, câu 24. Câu tiếp theo, câu 24. Lên men dung dịch chứa 300g glucose. Lên men dung dịch chứa 300g glucose. Glu 300g. Mình tìm được số mol luôn. 300 chia cho 180, 1,6667 theo tôi cứ đẩy lên 300g. Đúng không? Phân số bao nhiêu? 5/3 mol. 5/3 mol. Thu được 92g ancolytic 2 lần CH5OH. Mình tìm được số mol bằng 92 chia cho 46 bằng 2 mol. Đúng chưa? Vậy ngay lập tức này, đây số mol ban đầu, dòng phản ứng này, 2 x 1 chia 2 bằng 1. Đúng chưa? Vậy mình tìm được hiệu suất luôn. 1 chia cho 5/3 nhân 100 bằng 60%, đúng không? Đáp án đúng chúng ta là bạn à, C, 60%. Câu 25. Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm có tạo thành kim loại là, mình lưu ý này, phản ứng đầu tiên là bạc cộng cộng với sắt 2 cộng. Bạc cộng cộng với lại sắt 2 cộng thì tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Được chưa? Vậy là một có nha. Dẫn NH3 vào ống đựng CuO nóng thì mình có phản ứng NH3 cộng CuO tạo thành Cu cộng N2 cộng oxy. Vậy là cũng có kim loại nha. Nhôm và Fe2 43 lần dư, mình có là nhôm cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành nhôm 3 cộng cộng với lại sắt 2 cộng nhé. Vậy không có kim loại. Kali và CuN3 lần thì kali cộng với nước trước để tạo thành KOH, sau đó KOH cộng với lại CuN3 lần, không có kim loại nhé. Nhiệt phân AgNO3 thì ta thu được Ag cộng NO2 cộng oxy. Có này. Điện phân dung dịch CuF4 với điện cực trơ thì thu được đồng này. Có tiếp này. Vậy là số thí nghiệm có tạo thành kim loại là 1, 2, 5, 6. Tổng cộng có 4. Đáp án đúng đáp án A. À, được chưa? Dễ ợt. 25A cao bằng ảo đúng. Trần Vi đúng. Đó tốt. Mình sang câu 26 nào. Mình sang câu 26 nào. Mình sang câu 26 nào. Đề này cũng dễ thôi, đâu có khó lắm đâu. Đúng không? Mình sang câu 26 nào. Ờ chắc vậy. Tí thì chỉnh lại. 26. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24g chất béo thì cần vừa đủ 0,06 mol NaOH cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là. Thế ta lưu ý này. Chúng ta phải nhớ thấy các cách dạy nhanh thì mình mới làm khủng được. Mình có chất béo ăn NaOH thì tạo thành xà phòng cộng glycerol. Số này 17,24 này. Số mol 0,06 này. Một chất béo ăn 3 NaOH. Đúng chưa? Tạo thành 1 glycerol. Vậy thì tìm được số mol glycerol luôn. 0,02. Vậy thì bảo toàn khối lượng thì có 0,06 x 40. Thì bằng khối lượng của xà phòng cộng với lại 0,02 nhân với lại 92. Đến đây tìm được luôn mà xà phòng luôn. Đúng không? Bằng bao nhiêu nhỉ? 17,28 cộng 0,06 nhân 40 trừ đi 0,02 nhân 92 bằng 17,8. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Tiếp tục nha. 27 nào. Cho các chất sau. Có hai chất phản ứng với lại CuH là nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam. Cứ câu OH đa kề thì là cho dung dịch màu xanh lam đúng không? 17,24 đúng rồi các bạn ạ. Glucose 1 anhydromic không có OH
Ethylene glycol đúng không ta, kể được. Propan 1,3 đa thôi nhưng không kể, 1,3 là giữa có hai loại. 1,2 thì chỉ quan tâm 1,2 dion này. Nhìn thấy 1,2 dion chưa? Đây chưa? Vậy là có. Saccharose có. Valin glycine alanin là có phản ứng nhưng không tạo thành dung dịch màu xanh lam. Vậy là 1 2 3 4 đúng không? B vào. Ok chưa? Câu tiếp theo, câu số 28. Câu số 28. Trùng hợp mà tấn ethylene thu được 1 tấn polyethylene, hiệu suất phản ứng bằng 80%. Thế các em lưu ý nhá. M tấn ethylene này. Ethylene phải là CH4 à? Nhiệt độ, áp suất, xúc tác N này cũng thu được là C2H4. Tất cả N lần đúng không? Đúng chưa? Chẳng mất đi thằng nào cả. Hiệu suất phản ứng bằng 8%, chỗ này 0,8 gì. Với đây 1, mình có thuận nhân nghịch chia, 1 nhân 1 chia 1 bằng 1 chia cho 0,8. 1 chia 0,8 thì bằng 1,25. Tao đúng đáp án A luôn. Dễ không? 28A đúng, Thảo Hiền. 29, để dễ không? Cho chất, số chất đồng phân hình học. Đồng phân hình học các em lưu ý là nó phải có gì nhỉ? Dạng này A, B, C, D. Điều kiện A khác B, C khác D. Đúng chưa? Thằng này này, hai hydro giống nhau này, hai hydro giống nhau này, vứt. Thằng này này, hai nhóm CH3 giống nhau đúng chưa? Cùng tính vào carbon chứa nó đôi này, vứt. H khác CH3, H khác CH cả cụ. Có đồng phân hình học. Được chưa? Thằng này CH3 này, C2, H2 này, H2 giống nhau này, vứt. H khác CH3, H khác COH. Có. Vậy mình có mấy? 1, 2 chất đồng phân học C. Được chưa? Dễ ợt. Đúng không? Mình sang câu 30 nhá. Mình sang câu 30 này. Câu 30. 2STAB là dẫn xuất của benzen với công thức phân tử là C9H8O2. AB đều cộng hợp với brom thì tỷ lệ mol 1:1. Nhìn này. 1:1:1:1:1:1:1:1 thỏa mãn. A tác dụng là AH cho một muối một anhít. Tác dụng là AH. Thằng này không ra anhít. Vớt. Thằng này có OH đính vào carbon cho nó đôi. Được. Thằng này không ra anhít. Vớt. Thằng này OH đính carbon cho nó đôi. Được. Vậy còn B và D. Để chờ. B tác dụng với AH dư cho hai muối và nước. Hai muối và nước. HCO một muối. Vớt. Vớt rồi. Còn B thôi. IB này, hai muối và nước được. Thằng này có nước nhưng chỉ một muối. Vậy loại C. Đáp án đúng đáp án. B bỏ. Thảo Hiền đúng, Trần Vi đúng, tốt nha. Học ổn đấy, thầy cả các yên tâm đấy. Câu 31. Câu 31 nào. Nhìn kỹ nào, nhìn kỹ nào. Đây, phải như thế này mới nhìn rõ. Cho M gam hỗn hợp X cùng FX cùng Y COO CU. FeXOI này, CuO này, Cu này, 300 ml dung dịch HCl, 0,3, chỉ thu được dung dịch Y, không chứa HCl thì thằng này đủ. Và 3,2 gam kim loại không tan, cái này quan trọng này. 3,2 gam kim loại trong này không tan, trong này kim loại không tan chỉ có thể là đồng, vậy đồng không tan. 3,2 chia 64 bằng 0,05. Đồng dư vậy trong dịch còn này, đồng 2 cộng này. FeXOI có thể là sắt 2 và sắt 3 đúng không? Nhưng mà do có đồng dư nên không tồn tại sắt 3 đâu, chỉ tồn tại sắt 2 thôi. Tại sao? Tại vì nó không có sắt 3 cộng với đồng. Để tạo thành sắt 2 cộng đồng 2 đúng không? Nên chắc chắn trong dịch chỉ có đồng COCl2 và FeCl2. Cho Y tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3. AgNO3 thôi. Thì thu được kết tủa là AgCl này. Và khá nhiều bạn quên là có Fe2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành Fe3 cộng cộng bạc, mình có kết tủa bạc nữa. 51,15. Nếu em không tin em lấy 51,15 mà giả sử em quên bạc thì em chia cho 108 bằng 35,50. Thấy chưa? Điều này chứng tỏ có bạc. Nhìn chưa? Thế là làm dễ. Có đáp án chứ. Bảo toàn ion CL trừ đây, CL đây, 0,3 này. Vậy thằng này 0,3. Vậy thì tìm số mol bạc luôn. 51,15 trừ đi 0,3 nhân 108 cộng 35,5 bằng 8,1.
Đấy, 8,1 mà chia cho 108. 0,075, số mặt bằng là 0,075. Và mình chú ý này, sát dương 2 về sát dương 3 đúng không? Là nhiều 1E. Bạc cộng về bạc 0 cũng là nhiều 1E. Vậy mình tìm được số mon sát dương 2 chính là số mon bạc 0,015. Đấy, 0,015. Thế bài hỏi chúng ta là giá trị của M gần nhất với giá trị nào? Thế ở đây mình có này. Vậy suy ra hỗn hợp này của thầy có phải chính gồm đồng, biết số mon đồng rồi, 0,05, cộng với trong này chưa biết thì mình bảo toàn clo 0,3 này trừ 0,075 nhân 2. Đấy nhờ, chia cho 2. 0,075. Vậy bảo toàn đồng 0,075 cộng 0,05. 0,125. Fe bảo toàn sắt là 0,075. Được chưa? Bảo toàn nốt oxy trong oxit. Có phải một oxy trong oxit đơn 2 S cộng không? Số mol cộng bằng 0,3, vậy số mol oxy trong oxit bằng 0,3 nhân 1 chia 2 bằng 0,15. Vậy đây thì tìm khối lượng luôn. 0,125 nhân 64 cộng với 0,075 nhân 56 cộng với 0,15 nhân 16 bằng 14,6. Giá trị của M gần nhất với giá trị nào sau đây? Chú ý câu hỏi gần nhất 14,6 thì gần với lại 14,5. C. Ok chưa? Ừ, câu này mất đồ thị thế thì chịu rồi. Câu này khả năng cao dễ nhưng mà mất đồ thị thế thì chịu. 33 peptide để lại em nhé. Nếu còn dư thời gian tí thì chữa sao? Câu này câu đấy điểm 10 rồi. Đi thi nếu gặp câu này thì tô liều thầy cho nó dễ. Đúng không? Mà làm vậy gì? Mà làm vậy gì? Bỏ hai câu tội gì khổ. Lấy 9,5 nên lấy gì nhiều. Đúng không? Mình chữa câu 34 nhé. 34 này, một amin đơn chức mạch hở. Thế thì amin đơn chức mạch hở thì thầy đọc nó là CXHIN. CXHIN. Thu được số mol CO2 bằng 8,4 chia 2,4 bằng 0,375. 1,4 lít khí nitơ. Ta tìm được số mol nitơ bằng 0,0625. Vậy hoàn toàn mình đến đây mình bảo toàn nitơ là 0,06 nhân 25 nhân 2. 0,125. Vậy thì tìm được số nguyên tử carbon là bằng 0,375 chứ 0,125. 3. C3. Được chưa? Nước 10,125 chia 18, 0,5625. H mấy? 0,5625 nhân 2 chia cho 0,125 9 N C3 9 N. Đáp án đúng đáp án. B bỏ. Dễ không? Đây thầy xong rồi. Làm này nhanh nhanh. Cần gì X, Y, Z. Đúng không? Đây nhá. Tìm số mol này. Bảo toàn nitơ này. Tìm số mol cháy này. Lấy số mol CO2 chia số mol cháy này, AC3. Hai lần số mol nước chia số mol cháy H9 nào. Tôi chỉ lập tỷ số ở trong. Tôi chỉ ra khó. Có 36 điện phân tí nữa thì chữa nhá. Dài lắm. Đánh dấu lại. Ba bảy cũng kẹo nữa chữa luôn. 37 dễ hơn. Mình tí chữa. Chữa câu 38 trước. Nhờ. Làm câu 38 cho nó 38 và 9, 40. Mấy câu này lấy điểm 9 á. Đúng không? Lấy điểm 9 á. Lấy điểm 9, cầm chắc điểm 9 á. Xong mới làm tiếp. Nhớ chiến thuật. Mình phải ăn chắc 9 điểm. Chọn câu dễ làm chứ. Hydro nitơ tỷ khối oxy. Nitơ này. Cộng hydro này. Đun nóng này. Thu nó H3 này. 2 này. 3 này. 1 này. X, Y. Vậy chúng ta có chiêu. DX trên DI bằng NI trên NX. DX bằng 0,225. DI bằng 0,25. 0,25 chia 0,25 bằng 0,9. Đẩy lên đây đã. Vậy thì có là NX trên NI bằng 0,9 thôi. Đây.
Được chưa? Tiếp tục này. Hydro nitơ tỷ khối hơi. Nitơ hydro 0,25 x 32. 7,2. Thằng này 2, thằng này 28. 5,2, 28 chia 7,2 bằng 20,8. Thằng này chia thằng này bằng 1 chia 4. Vậy thì cứ đặt đi, đặt phước nitơ là 1 thì hydro là 4, được không? Nitơ là 1 thì hydro là 4. Nhìn này biết ngay 1 chia 1 bằng 1, 4 chia 3 lớn hơn 1, vậy chứng tỏ nitơ hết. Đây số mol ban đầu. Đây số mol phản ứng đặt nó là A. Thằng này là 3A. Thằng này là 2A. Vậy sau thằng này là 1 A, thằng này là 4 3A. Thằng này 2A. Vậy thì có này, dựa vào Ni này trên Nx bằng 0,9, nhìn chưa? Vậy thì có này. Ni của thầy sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Là hỗn hợp sau. Đây gì? 1 A này. Cộng 4 3A này. Cộng 2A này. Chia cho này. Nx là 1 cộng 4. Nx là 1 cộng 4 thì bằng 5. Đến đây mình tìm được A bằng 0,9 x 5. Được chưa? 4,5. Mình có là 2A thì bằng 0,5. Đây này. Trừ 4A cộng 2 bằng trừ 2A. Vậy là 2A bằng 0,5. Vậy A bằng 0,25. A bằng 0,25 vậy thế đây. Hiệu suất 0,25 mà chia cho 1 25%. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Wow. Khủng thế mà như ấy đưa làm đúng nhỉ? Tốt. Hồng tốt. Câu 39. Câu 39 nào. Hỗn hợp X gồm propin C3H4 0,15 mol, acetylen CH2 0,1, etan CH6 0,2, hydro 0,6. Nung nóng X với xúc tác niken. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y C3H4 C2H2 C3H6 C2H4 C2H6 C3H8 hydro dư. Hiểu chưa? Sục Y và AgNO3 trong NH3 dư. Trong NH3 dư thì thu được amon kết tủa. Vậy kết tủa đây là gì? C3H3. Thằng này kết tủa này, thằng này kết tủa. C3H3AG và C2AG2 kết tủa. Đây số mol kết tủa. Đúng chưa? Khá đặc biệt thì số mol kết tủa. Được chưa? Vậy thì khí thoát ra của thầy là gồm. Khí thoát ra của thầy gồm C3H6 C2H4 C2H6 C3H8 và hydro. 15,68 lít khí. Vậy thì tìm được tổng số mol khí bằng 15,68 chia 2,4, 0,7 mol. Khí Z phản ứng tối đa với 8 gam bro. Số mol bro bằng 8 chia 160, 0,05. Phản ứng được với tối đa 0,05 mol bro. Vậy có nghĩa là C3H6 và CH4 thì bằng 0,05. Đúng không? Chẳng cần. Đây cả cụm này bằng 0,05 này. Đây thì cả cụm này thoát ra thì bằng 0,7. Thế có phải là số mol của C3H4 và CH2 chính bằng số mol của bọn kết tủa không? Đây bà hỏi số mol kết tủa đúng không? Thầy tìm số mol thằng này là xong đúng không? Đúng chưa? Thế để tìm số mol thằng này thì cần chú ý này. Thầy cần tìm được số mol hydro phản ứng đúng không? Thế đây có phải là bảo toàn lý kết pi không? Thế có số mol pi ban đầu không? Số mol pi ban đầu chính bằng số mol hydro phản ứng cộng với lại số mol brom phản ứng không? Đúng chưa? Thế thì số mol pi ban đầu thì có phải là trong thằng C3H4 này thì có đây 2 pi đúng không? 0,15 x 2. Trong thằng CH2 này
2π đúng không? 0,1 nhân 2 này. Thằng này không pi, thằng này không pi. Summon hero phản ứng chưa biết. Summon Brom phản ứng biết rồi. Summon Brom phản ứng thì biết rồi bằng 0,05. Vậy ngay tức mình sẽ có Summon hero phản ứng chính bằng 0,15 nhân 2 cộng 0,1 nhân 2 bằng trừ 0,05 bằng 0,45. Hero phản ứng là 0,45. Được chưa? Vậy chính bằng số mol hỗn hợp giảm. Vậy số mol hỗn hợp giảm bằng 0,4. Vậy suy ra tổng số mol hỗn hợp sau phản ứng. Suy ra số mol hỗn hợp sau phản ứng chính bằng này. 0,15 cộng 0,1 cộng 0,2 cộng 0,6 trừ 0,4. Đấy, 0,15 cộng 0,1 cộng 0,2 cộng 0,6 trừ 0,4. 15 này cộng 0,1 cộng 0,2 cộng 0,6 trừ 0,4 bằng 0,65. Ơ, thế bị lỗi à? Khi em đợi thì tí thì nhìn lại 0,15 nhân 2 cộng 0,1 nhân 2. Ừ đúng rồi, thì bằng là 0,4 cộng với lại đây là 0,3 cộng với 0,2 bằng 0,5. Số mol Brom này có tính nhầm không? 8 chia cho 160. 8 chia cho 160 thì bằng 0,05. Vậy thì suy ra số mol hero phản ứng, à sorry, chỗ này là phản ứng chưa hết đúng không? Anh ông phản ứng hết rồi. 8g. À rồi, còn phải trừ đi số mol kết tủa đó, lỗi. Chỗ này còn phải trừ số mol kết tủa, sorry cả nhà. Đây thầy đặt cái này là x đi. Thế này còn lại số mol hero phản ứng cộng với lại x nhân 2. Sorry. Đấy thảm nào. Đây là tàu bảo tạo tính kết pi. Đúng chưa? Thế là một cái mối quan hệ. Vậy thì thầy sẽ có mối quan hệ đầu tiên là đây, đề bài cho này là A, sorry. Đúng chưa? Vậy thì có này. Chỗ này giải lỗi. Vậy thì có. Thầy có mối quan hệ đầu tiên là số mol hero phản ứng. Lỗi thầy lỗi đấy. Số mol hero phản ứng cộng với lại 2x thì bằng 0,6 trừ 0,05. Đây là bằng 0,5 trừ đi 0,05 bằng 0,45. Được chưa? Phương trình thứ hai thì đây là mình có x rồi. Thì mình sẽ có là số mol giảm thì số mol hero phản ứng chính bằng số mol hỗn hợp giảm. Và số mol hỗn hợp giảm thì bằng số mol hỗn hợp ban đầu này, 0,15 cộng 0,1 cộng 0,2 cộng 0,6 bằng 0,9, 1,05. Số mol sau là x cộng 0,7 trừ đi x cộng 0,7. Đến đây mình tìm được số mol hero phản ứng và số mol x. Được chưa? Đấy nhá. 1 bằng 2 bằng 0,45 bằng 1 bằng 1 bằng 1,05 trừ 0,7 bằng 0,25 và 0,1. 0,25 0,1. Ở chỗ này không có A. À, x bằng A. Đúng không? Đây là x bằng A. Vậy A bằng 0,1. Ok chưa? Các em nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ là non thầy nói lại câu này nha. Đề bài cho hợp propin này, acetylen này, CH6 này và hydro này. Nung. Với xúc tác thì do phản ứng nung này không nói. Đây là có một cụm từ là một thời gian. Thế nên nó phải tạo thành hỗn hợp sản phẩm. Được chưa? Do nó tạo thành hỗn hợp sản phẩm nên là chắc chắn có CH4 dư, CH2 dư. Cộng 1 hydro thì tạo thành CH6, cộng 1 hydro tạo thành CH4 này, thằng này cộng 1 hydro tạo thành CH3, thằng này cộng 1 hydro thì tạo thành CH4. Được chưa? Được chưa? Đây thì dạng là. Được chưa? Tiếp tục thằng này ăn 2 hydro thì ăn được CH6, thằng này ăn 2 hydro thì ra được CH3 và có cả hydro dư. Nhá, nhìn kỹ nhá, thì nói lại. Thế thì bọn này cả hỗn hợp này mang cho tác dụng AgNO3 trong đợt 3 thì CH3H4 phản ứng này và CH2 phản ứng để tạo thành C3H3AG và CH2AG. Mình biết được ngay là số mol của CH3H4 và CH2 thì chính bằng số mol kết tủa với x bằng A này. Hỗn hợp khí thoát ra là những cái thằng còn lại C3H6, CH4, CH6, C3H8 và C và H2 thì số mol thoát ra chính bằng 0,7. Thế bây giờ mình chỉ cần tìm x ra được A thôi gì? Đúng không? Đây thầy cần tìm số mol hỗn hợp sau. Xong trừ đi 0,7 là xong. Đúng chưa? Thế giờ thì đặt cụm này là x và đặt được số mol hero phản ứng là
số mol hydro phản ứng thì có đầu tiên này, mà toán liên kết pi thì có phải là số mol liên kết pi ban đầu sẽ bằng số mol hydro phản ứng cộng số mol brom phản ứng và cộng với lại 2 lần x không? Vậy trong lần này sẽ có 2 pi. Thế thay số này. Số mol pi ban đầu này, anh này có 2 pi 0,15 nhân 2. Được chưa? Anh này có 2 pi 0,1 nhân 2 thì bằng này, số mol hydro phản ứng. Được chưa? Cộng với số mol brom phản ứng là 0,05 này để bài cho này, cộng với này, thằng này thì có 2 pi nên là 2x. Được chưa? Đấy thì tổng hợp thằng này được là số mol hydro phản ứng cộng 2x bằng 0,045. Tiếp tục thì có một cái đầu tiên, cái thứ hai là số mol hydro phản ứng ấy thì chính bằng số mol hỗn hợp giảm. Thì bằng số mol hỗn hợp ban đầu này, 0,15 cộng 0,1 cộng 0,2 cộng 0,6 bằng 1,05. Trừ đi hỗn hợp sau đúng không? Hỗn hợp sau thì đặt là x. Đây hỗn hợp sau này, x cộng 0,7, x cộng 0,7. Thế giải hệ thì mình tìm được số mol hydro phản ứng là x bằng 0,1. Hiểu chưa nhỉ? Các em hiểu không? Hiểu thì chấm cái thầy coi nào. Còn chỗ nào không hiểu? Còn chỗ nào không hiểu thì giảng tiếp. Câu tiếp theo. Câu 40. Được chưa nhỉ? 40 nhá. 40 nhá. Mệt quá. Giảng những câu này tốn calo nhỉ. X là dung dịch 224 0,02m. Y dung dịch là AMH 0,035m. Trộn lẫn V1X. Thế bây giờ thì cho thật cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,4. V1 lít dung dịch X đây, X để V1. Bây giờ tìm được số mol H cộng của em lại lỗi đúng. 0,02 nhân 2 nhân V1 bằng 0,04. V1 cộng với Y này. 0,035 nhân V2 OH trừ 0,035 V2. Được chưa? pH bằng 2. Thế mình lưu ý nhé. pH bằng 2 suy ra nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 2. Suy ra là H cộng dư. Được chưa? Do H cộng dư nên OH trừ hết. 0,035 V2 ban đầu phản ứng sau. 0,04 V1 trừ 0,035 V2. Là cộng dư đúng không? pH bằng 2 này. Vậy mình có này. Nồng độ H cộng bằng 10 mũ trừ 2. 10 mũ trừ 2 bằng số mol 0,04 V1 trừ đi 0,035 V2 chia cho tổng thể tích V1 cộng V2. Ui okay, bố mộ thầy ngại quá. 0,01 V1 cộng với 0,02 V01 V2 bằng 0,04 V1 trừ 0,035 V2. Chuyển này sang đây còn 0,03 V1. Chuyển này sang đây bằng 0,045 V2. Đúng rồi, 0,045 V2. Suy ra V1 phần V2